Chào mừng tất cả các bạn đến với lớp học vẽ ký họa online. Mình tên là Mã Vũ Lương. Hôm nay chúng ta bắt đầu một bài mới. Bài này chúng ta sẽ vẽ một cành hoa sứ với cây bút chì bạn nha. Thì mình sẽ có 4 cây bút chì. Và ở đây á là mình sẽ vẽ với một cây 2B, một cây 3B và một cây 7B và một cây 8B. Thì trong đó là có cây 2B với cây 3B á, là mình sẽ vót đầu nhọn. Rồi còn cái cây mà 7B với 8B thì cây 7B mình cũng vót đầu nhọn, nhưng mà riêng cây 8B là mình vót đầu dẹp. Thì bây giờ mình sẽ vẽ cái một cái cành hoa này là hoa sứ. Mình sẽ vẽ ở trên khổ giấy là A5 các bạn nha. Đây là khổ giấy A5. Thì như lần trước mình cũng vẽ một bức hoa cũng là trên khổ giấy A5. Nhưng lúc đó mình vẽ là mình có chia ô. Mình chia ô để mình xác định được 4 điểm chính. Nhưng ngày hôm nay mình không chia ô các bạn nha. Mình án chừng cái điểm chính thôi, chứ mình không có chia ô. Và mình sẽ bắt đầu với lại cây bút 2B. Mình sẽ bắt đầu với cây bút 2B đây. Thì để vẽ được cái hoa này, việc đầu tiên ta cũng phải xác định rằng là cây mình xác định này. Bây giờ mình sẽ xác định đây là một điểm chính, 2 điểm chính, 3 điểm chính, 2 điểm chính nè, rồi và 4 điểm chính. Thì trong cái 4 điểm này á, mình sẽ xác định lại là mình sẽ lấy một cái bông hoa nằm ở ngay điểm này, và một bông hoa này thì mình cho ra ngoài luôn. Và ở đây thì có cái cành nó sẽ đi qua cái điểm chính này và điểm chính này, vậy ha. Cái điểm chính này sẽ là mình sẽ vẽ cái ngọn cây ở đây. Rồi để trước tiên để mà vẽ bức tranh, việc này ta phải vẽ là cái gì? Vẽ xác định cái chu vi. Cái chu vi thứ nhất là chỗ này có cái thân cây nè. Đó. Rồi cái này là có những cái tán cây. Ví dụ như là tán. Và đây có một cái hoa. Thì cái hoa này mình sẽ xác định lại cái hoa. Mình không có đo nha các bạn, mình án chừng nha. Tại mình đi ký họa mình án chừng thôi. Án chừng, mình nhìn cái chu vi bên ngoài của cái hoa nó giống như cái hình gì thì mình vẽ cái hình đó. Vậy thôi, chứ mình không có đo. Đó, đi chẳng hạn như mình vẽ hình họa thì mình mới đo. Rồi tiếp theo là đến cái cành đi vào đây. Đây là một điểm chính, chỗ này là mình sẽ vẽ cái ngọn nằm ở đây. Rồi tiếp theo ở bên này có một cái nụ nữa, nhưng mà cái nụ đó giờ mình thấy mình một cái bông nữa ra ngoài đây, nhưng mà thôi mình thấy cái đó không đẹp nên là bức này của mình không vẽ cái bông đó luôn, mình chỉ vẽ tới đây thôi. Rồi, tiếp theo là mình sẽ dùng cây bút nhọn, mà cái bút này là cây bút 7B. Đây, cây bút 7B. Và mình sẽ vẽ. Các bạn hãy chú ý nha, là mình sẽ vẽ này. Khi mà mình xác định được rồi á, nếu mà như các bạn mà quen là mình vẽ luôn như cái lá. Bắt đầu ở đây là có cái lá này. Rồi, ta sẽ bắt đầu, cái này gần mình đậm, càng xa mình lọt dần, tới đây đậm bởi vì nó gần tới cái thân rồi. Rồi, tiếp theo nữa là chỗ này đậm, xuống đây lạt dần, rồi, tới cái ngọn rồi đúng chưa? Rồi, tiếp theo ở đây có một cái lá nhỏ, ra ngoài đây đậm, đúng chưa? Rồi, nhưng mà nếu mà mình vẽ tiếp xúc một điểm á, thì rất là xấu, nên ta vẽ cắt vô như thế này luôn, đúng chưa? Rồi về cái thân này
thì cứ gần cái lá là ta vẽ đậm này, tới cái mắt ở đây thì ta vẽ đậm, xong chỗ này lại buông, buông rồi xuống cái đỉnh này là tới cái mắt. Rồi thì vị trí này thì nó lại có cái lá ở đây đúng chưa? Thì cái cuốn lá này là đậm này, đậm nhưng mà về cuối lá thì nó lại lợt, thấy chưa? Chẳng hạn như cái này, cái lá có thể ra tràn ở đây, nhưng mà cách mình vẽ, thay vì mình vẽ tới đó mình buông, thấy chưa? Thay vì mình tới đây là mình lại né 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 ra thì nó không đẹp, thì ta tới đó ta buông luôn. Rồi tiếp theo ở đây là cái ở bên kia, thì ánh sáng bây giờ ánh sáng đang chiếu ở hướng này qua, thì ta vẽ ở mặt bên này đậm đúng không? Đó, mặt này ta vẽ đậm này. Nhưng mà đến cái cạnh ở bên cái mặt ngược lại á, cái mặt ngược lại ở cái bên hông kia thì mình sao? Tại vì do nó có, do cái ánh nắng nó chiếu từ từ bên này qua thì giờ mình phải vẽ chỗ này nó lợt lại, đúng chưa nào? Đúng không? Nó lợt hơn. Rồi, chỗ này là có một cái cảnh. Cảnh. Rồi, cái này là cái cảnh dưới, nó đậm hơn. Mặt trên này do ánh sáng nó tạt vào nên mình vẽ lợt hơn. Rồi, tiếp theo là cái phần thân. Chỗ này gần cái mắt thì ta vẽ đậm nè. Còn cái khoảng này, khoảng buông, mình vẽ lợt lại. Tiếp theo chỗ này cũng vậy. Ở gần đây là đậm, về đây là lợt dần. Rồi. Và chỗ này mình có cái nụ đúng chưa? Cái nụ thì mấy cái này là gọi là cái gì mình cũng không biết gọi là cái gì nữa. Là nó ôm ở ngoài cái nụ và nó có dính vào cái cuốn ở đây. Rồi. Cái chỗ này kết nối với lại cái hoa này đúng chưa nào? Thì ở gần nè, đậm nè, xuống đây lợt dần. Ở gần cái này đậm, xuống đây lợt dần, được chưa? Và cái chỗ này có một cái nụ nữa, cái nụ ở đây thì mình sẽ vẽ cái nụ, thay vì nụ đụng vào cái hoa thì nó xấu, người ta cho cái nụ rời ra, được chưa nào? Xuống đây lợt, rồi lợt dần đúng chưa? Và cái hoa này thì nó rồi. Và tiếp theo nữa, chỗ này cũng có một cái lá này, chỗ này có một cái lá này, nhưng mà cái lá này sao nó nằm dưới, từ từ mình sẽ vẽ sau, bởi vì nó nằm dưới cái hoa thì mình phải vẽ cái nằm trên này trước cái đã. Đấy, thì bắt đầu mình vẽ cái hoa ở trong này thì sao? Mình tạo điểm nhấn cho đậm đúng chưa nào? Rồi sau đó mình sẽ vẽ cái cánh hoa. Chỗ này mình tạo những cái đường uốn lượn theo cái hình của hoa mình quan sát, mình nhìn thấy đó, là có những cái đường uốn lượn của bông hoa. Và cái này cuối bông hoa thì sao? Đậm lên, đúng chưa nào? Rồi tiếp theo, ở chỗ này là những cái cánh, mình phải quan sát nha bạn nha. Rồi, quan sát mình sẽ thấy cái hoa, đúng chưa nào? Rồi bên này cũng vậy, chỗ này. Tiếp theo cái cánh, còn cánh tiếp theo nữa. Và cái cánh bên xa mình sao? Mình vẽ nó mờ hơn cái cánh ở đây đúng không? Tại vì nó ở xa mình mà. Đúng chưa? Rồi. Và tiếp theo cái cánh này nằm dưới. Nằm dưới. Rồi. Vậy là mình đã xong được định hình cái bông hoa đúng chưa nào? Chỗ này là mình nối vào cái hoa. Đấy. Rồi tiếp theo, ở chỗ này có cái gì? Có cái lá ra. Có cái lá này sẽ ra tới ngoài đây, thì lúc đó cái cạnh bên này của cái lá thì nó tiếp xúc với ánh sáng, đâm ra là nó sao? Nó mờ. Còn cái cạnh bên này nó vừa gần mình mà nó không tiếp xúc với ánh nắng nhiều, đâm ra là nó rõ hơn. Đúng chưa nào? Và nó có cái gần. Đấy, cái gần. Gần mình vẽ nhẹ nhàng thôi.
Rồi tiếp theo là chỗ này nó có một cái lá. Cái lá này nó tới đây thôi. Thì cái đầu này, cái cạnh dưới nó cũng không có tiếp xúc với lại ánh sáng nhiều bằng cái cạnh trên. Với lại cạnh trên nó xa hơn mình thì nó lợt hơn. Rồi chỗ này lại tiếp tục có một cái lá nhỏ. Nhưng cái lá nhỏ này thì ngược lại, cái cạnh trên này thì sao? Nó đậm hơn. Bởi vì nó khuất ánh sáng, còn cái cạnh này thì nó tiếp xúc với ánh sáng. Đó, thì nó lợt hơn. Thấy chưa? Và bên cạnh đó, ở phía xa cũng có một cái lá nữa. Cái lá này thì do nó ở xa mình, đâm ra là nó sẽ mờ, mờ hẳn luôn. Thấy chưa nào? Đó. Vậy là, rồi ở bên này nó có một cái lá nữa. Cái lá này thẳng qua đây. Thì ngay chỗ này, nó ở gần mình thì nó đậm. Nhưng mà ra đằng xa mình á, thì bắt đầu nó lợt dần, đúng như nào? Cái cạnh này ở gần mình nè, đâm ra nó đậm, gần cuống nó cũng đậm. Rồi cái cạnh bên này nó ở xa mình hơn, mà nó vừa lại hướng của ánh sáng nữa, mình vẽ nó lợt hơn. Rồi chưa nào? Đó là ra được cái một cái cảnh hoa sứ thì nó bao gồm như vậy. Và ở dưới này mình thấy nè, bắt đầu nè, trên này nó chật chội, nhưng mà ở dưới này nó hơi trống, đâm ra mình quan sát mình thấy chỗ này cũng còn cái lá nữa, thì ta lại tiếp tục ta vẽ cái lá. Gần đây nó đậm, về xa này thì nó lợt hơn. Và đó. Chưa? Cái cạnh này nó ở gần mình mà. Cái đường gân này cũng vậy. Đấy. Và tiếp theo nữa là cái cạnh ở cái bên này nó cũng có, bên này nó cũng có một cái lá. Thì cái lá này ở gần mình sao? Gần mình đậm, xa mình nó lợt này. Đúng chưa nào? Và ở đây cũng vậy. Gần mình đậm này, nhưng mà xa mình sao? Xa mình là mình xoay một tí nha. Xa mình xoay cho bạn dễ nhìn đó. Rồi ở đây cũng vậy. Đó. Thì cái khúc này thay vì mình vẽ đụng luôn cái lá cũng được, nhưng mà bây giờ mình không vẽ đụng, để mình tạo cho cái cành này nó có một cái sự mềm mại. Chưa nào? Cái thân này hồi nãy tới đây thì bây giờ mình bắt đầu mình vẽ tiếp nè. Tiếp xuống đây là mình buông, chỗ này mình cũng vậy, vẽ tiếp xong xuống đây là mình buông. Và kết nối cái lá vào đây. Đúng chưa nào? Rồi. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần này gọi là phần nét. Đúng chưa nào? Thì bây giờ ta sẽ lấy cục gôm nè. Cục gôm mà hôm mình phải cắt đi như này. Thì giờ bắt đầu mình gôm đi. Gôm đi. Gôm cái đường chu vi mà lúc ban đầu mà mình dựng hình. Mình vẽ là mình gôm bỏ cái đường đó đi. Lúc này nó chỉ còn lại là cái hoa thôi. Rồi, lúc này là còn cái hoa thôi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu dùng cái bút này là cái bút 8B, thấy chưa? Mình sẽ dùng cái bút 8B vào việc gì? Là mình sẽ quan sát và mình thấy ở trên cái hoa này này, ở trên cái hoa này, trên cái hoa này nó sẽ có những cái đường gân. Thì giờ mình sẽ dùng cái này để mình vẽ cái đường gân này, đúng chưa? Và đường gân đâm ra nó không có thẳng. Và ở đây cũng vậy, khi bạn vẽ cũng vậy, cái tay bạn tạo ra một cái độ rung nha, để cho những cái đường gân này của bạn nó không có cứng. Đúng chưa? Và tiếp theo đây cũng vậy. Rồi. Ở trên cái lá trên này cũng vậy. Và mình rồi. Và cái lá này, cái cánh hoa này cũng thế.
cái cánh hoa bên này cũng vậy, cánh hoa bên này. Rồi thì nó ra được những cái đường gân đúng chưa nào? Rồi bây giờ cái cánh hoa này mình sẽ thấy nó như thế nào. Cánh hoa này á, thì nó cái mình có thể sử dụng cái mảng bẹt, lúc đầu mà mình làm ấy này, mình vẽ những cái độ đậm đúng chưa nào, mình vẽ những cái độ đậm. Bạn thấy nó như thế nào? Có bạn thấy không? Là cái cách này mình vẽ nó đang bị cái gì? Bạn vẽ này thì nó sẽ cứng đúng chưa nào? Nếu mà mình vẽ như vậy nó sẽ bị cứng. Bởi vì sao? Bởi vì mình vẽ mình cứ dịch 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 cái chỗ này ra thì nó sẽ bị cứng đúng chưa nào? Dịch dịch này nó sẽ bị cứng. Nên là chỗ này thường thường là vẽ từ tràn ra ngoài luôn. Đúng chưa nào? Vẽ tràn ra ngoài luôn này. Vẽ theo chiều chiều đi vào bạn nhé. Này mình đang vẽ theo chiều đi vào nhé. Đó. Rồi, cái này cũng vậy. Và đến cái cánh bên này cũng vậy. Và cái cánh bên này. Rồi. Và tiếp theo của mình là gì? Mình sẽ dùng cái tẩy này nè, mình tẩy cái đường ngoài đi đúng chưa? Như nào? Đó, mình sẽ tẩy cái đường ngoài đi thôi, là nhìn cái bức tranh của mình á thì nhìn nó lúc đó mình nhìn cái bức tranh mình cái nét này nó mềm mại hơn hơn là lúc này. Thế à, lúc này là mình vẽ đây cho các bạn bạn hình dung này, các bạn nhìn thấy này là nó rất là cứng, nó rất là cứng. Và để mà hoàn thiện nó thì mình phải quan sát, mình sẽ quan sát cái bông hoa của mình ấy. Mình sẽ thấy đúng chưa, có những cái chỗ này, có chỗ này là bắt đầu nó đậm hơn nè, nó đậm hơn nè, đó, nó đậm hơn nè. Đó, ở ngoài đậm hơn, vẽ từ ngoài vẽ vào đúng chưa? Rồi bạn thấy này, ở trong này có cái nhụy đi ra. Nhụy đi ra. Rồi, cái bông này cũng vậy.
Rồi, sau đó chúng ta gom cái đường ngoài đi. Khi chúng ta gom đường ngoài thì chúng ta phải cẩn thận nha. Đó. Rồi những cái cánh này, mình sẽ quan sát mình thấy này, sát cái này nó có những cái điểm, có những chỗ mà nó đậm hơn đúng chưa nào? Đậm hơn đúng không? Đó. Đó là cái này là cái hoa. Rồi còn cái lá, nó cũng vậy. Và cái này là cái phần thân hoa này, thân hoa của mình nè, cái chỗ dưới này là sao? Dưới này cũng không mất sáng đúng chứ, ánh sáng chiếu từ trên xuống mà thì dưới này cũng không mất sáng thì nó sẽ đậm hơn. Hầu như là mình đánh bóng là mình đang đánh theo chiều nha các bạn, mình đang đánh theo cái chiều này. Đang đánh bóng theo theo chiều của cái cây. Cái này cũng vậy, cái mặt. Bây giờ cái chính ở khúc giữa này mình sẽ đánh, lúc mình đánh bóng mình đánh bóng hết đi. Đúng chưa? Chỗ này cũng vậy, mình đang đánh bóng hết đi. Nhưng mà rồi sau đó bên bên này nó tối hơn thì bắt đầu ta tăng tăng tối lên đúng chưa? Bên này cũng vậy. Ta tăng tăng tối bên này lên. Cái này là mình đang đánh theo xuôi chiều, còn các bạn cũng có thể là mình vẽ đánh theo theo nét như thế này cũng được, làm sao mà các bạn tiện thôi. Với lại là mình nếu mà mình đánh theo theo cái khối của nó thì nó sẽ đỡ đỡ bị cứng cứng cáp hơn. Rồi đó, cái lá này cũng vậy, mình vẽ mình sẽ buông dần là tới cái khúc trong này mình không vẽ nữa, hoặc là cái lá này cũng vậy, khúc ngoài đây mình cũng không diễn tả nữa, mình chỉ diễn tả tới gần cái đoạn gần mình thôi. Mà cái cây hoa sứ á, thì cái phần lá của nó là cái phần gân lá là nó sáng đúng chưa nào, mình chừa phần gân gân lá, nếu mà mình chừa vậy á thì nó sẽ rất là xấu, nên là hầu như là mình sẽ đánh như sao, mình đánh luôn. Rồi bây giờ mình muốn chừa thì mình làm sao? Hôm trước là mình có học về cái vấn đề sử dụng cục gôm này đúng không? Mình sẽ dùng cái cục gôm này. Mình gom cái đường này, đúng chưa nào? Mình gom cái đường đường gân sáng này nè, thì mình sẽ dùng cái cục gôm mình gom thôi. Và mình tạo thêm điểm nhấn cái khúc đằng sau này á, thì cái bên này nó bắt sáng thì mình chỉ dùng cục gôm mình gom đi, bên này cũng vậy. Mình thấy không? Là nó bắt đầu nó chia cái sáng tối ra rồi. Đó, thì tất cả những cái lá còn lại thì mình cũng sẽ vẽ như vậy thôi. Đúng chưa nào? Nên là chẳng hạn như trong những cái cánh hoa này thì cái cánh này ở gần mình này, ở gần mình thì mình sẽ diễn tả cái lá, ví dụ như cái diễn tả những cái chi tiết này, ví dụ như cái chỗ này nó có cái đậm nhạt của nó, đúng chưa nào? Đậm nhạt thì mình diễn tả đậm nhạt của nó, là diễn tả do nó ở gần mình mà, nên là mình phải diễn tả nó kỹ. Còn những cái chỗ khác
những cái cánh khác nè, những cái cánh này nè mình buông luôn cũng được. Rồi đó, nếu mà bạn có mình có nhiều thời gian hơn thì mình có thể ngồi mình trau chuốt cho cái những cái chi tiết này hơn, mình kỹ hơn là mình dùng cái cục gôm của mình sẽ kiểm soát được những cái nét của mình, nét nào cần và nét nào không cần. Thì nét cần thì mình để lại, nét không cần thì mình có thể bôi đi, mình xóa cái nét đó đi. Đó. Rồi, vậy thì và tiếp theo ta kiểm tra lại nét này. Lúc đó kiểm tra lại đúng không? Chỗ này là nó những cái nét này nó khuất mình, đúng chưa? Là mình nhấn lại cái nét, rồi nhấn lại cái nét, nhấn lại cái nét. Thì mình lúc này mình sẽ thấy rằng á, đó, mặc dù là cái này á, là mình trong thực tế là bên này nó có một cái hoa nữa, nhưng mà mình cảm thấy cái hoa đó nó không đẹp cho mình, đúng không? Nó không đẹp cho mình thì mình không cần lấy nó vào trong cái bố cục của mình. Bởi vì á, lấy nó vào cái nó phá vỡ cái không gian của mình đi thì mình không nên lấy vào. Đó. Khi bạn có nhiều thời gian hơn thì bạn sẽ ngồi bạn gò từng tí một thì nó sẽ đẹp hơn. Còn đây là mình không có nhiều thời gian hơn nên là mình vẽ sơ sơ bộ cho các bạn nha. Tại vì ký họa thì có nhiều cách lắm, các bạn có thể ký họa thâm diễn rồi cũng được, hoặc là ký họa tốc ký thì cũng được, nên là tùy mỗi chúng ta thôi. Đó. Phần dưới này không bắt sáng, giống như bên này cũng vậy, không bắt sáng. Rồi cái lá này mình sẽ chuyển tà ở sao, ở gần thôi, còn cái khúc xa buông luôn, giống như khúc xa này mình buông luôn. Còn cái lá này cũng vậy, mình diễn tả cái mặt đậm ở dưới thôi, còn cái mặt trên này mình cũng buông luôn. Và cái lá này cũng thế, mình cũng diễn tả cái phần ở gần mình thôi. Thì như đối với cái lá này thì mình lại diễn tả theo chiều của cái lá này, chiều xuôi của cái lá này. Rồi này cũng vậy. Rồi còn lại ra sao, ta buông luôn. Chỗ này mình không dùng, mình vẫn dùng cái nét mạnh của cái thân đúng không, cái đường này là nét mạnh của cái thân. Nhưng mà giờ mình ở đây sao, mình nhấn cái cành này một cái là tự nhiên nó sẽ nổi lên cái cành, cái chỗ này nó nổi lên hẳn, thấy không? Giống như ở đây sao, mình cũng vậy, mình nhấn cái cành này thôi tự nhiên cái đoạn này nó nổi lên. Nên là ở trong cái vẽ các bạn sử dụng cái hình thức tương phản á, để mình muốn đẩy cái phần chính của mình lên á, thì bạn có thể sử dụng cái hình thức tương phản. Mình dùng cái cách vẽ là mình tăng tăng đậm của cái phụ lên thì tự nhiên nó nổi cái chính. Đấy. Rồi. Đây là một cái cánh hoa, một cái cành hoa sứ. Mình vẽ thì chưa xong nhưng mà mình muốn nói cho các bạn biết á, nó bao gồm có thứ nhất là điểm chính, đúng chưa? Mình chia này ra 1/3, một là điểm chính ở đây, hai là mình lấy một điểm chính ở đây, và ba là điểm chính ở đây nữa. Nếu mình lấy thêm cái cành hoa ở đây đi thì nó dẫn đến là nó sẽ bị thừa, đúng chưa nào? Nên là mình cần là thường thường trong bức tranh lấy được 3 điểm chính thôi. Còn nét thì đó, các bạn có thể một là các bạn diễn tả hết là tùy, hai là mình chỉ diễn tả một số những cái điểm gần và mình quan trọng thôi, còn những chỗ khác mình buông luôn cũng được, mình sử dụng vẫn giữ nét này thì cũng được. Và cái hoa thì của mình á, thì mình có thể giữ tả kỹ hơn một tí, tả kỹ hơn thì nó sẽ nó đẹp hơn, đúng không? Ví dụ như chỗ này mình có thể diễn tả kỹ hơn thì lúc này nó sẽ đẹp hơn. Đó. Đó. Rồi còn cái cánh này ở xa mình quá, thôi mình không vẽ nó nữa, mình buông nó luôn. Đấy. Thì đó, rồi vậy là trên đây là toàn bộ bức vẽ bông hoa sứ mà mình vẽ bằng bút chì. Thì cái bài vẽ của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.